đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức đổi tên. Câu lạc bộ Công an Hà Nội bất ngờ ký hợp đồng với ngoại binh thứ hai từ Viettel. Huấn luyện viên Mai Đức Chung xin nghỉ, VFF chưa vội gật đầu. Loại Công Phượng, huấn luyện viên Chelsea gọi Văn Quyết. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức đổi tên. Bầu Đức đã tuyên bố câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đổi tên thành câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai kể từ hôm nay, ngày 2 tháng 11. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đổi tên thành câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức nói, với điểm tựa vững chắc từ LP Bank, học viện và câu lạc bộ bóng đá LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp, sớm chinh phục được đỉnh cao sau nhiều năm chờ đợi và sẽ nỗ lực phấn đấu vì tương lai của bóng đá Việt Nam. Trước đó, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và LP Bank đã ký hợp tác toàn diện vào tháng 10. Do đó, bóng đá cũng là lĩnh vực quan trọng để hai bên hợp tác. Như vậy, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ chính thức có tên mới là câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sau hai thập kỷ được cả nước biết đến với tên gọi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài ra, hai bên còn hợp tác về học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Học viện nổi tiếng nhất Việt Nam sẽ đổi tên thành học viện bóng đá LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. 20 năm thăng trầm của Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức tâm sự rằng ông là người làm bóng đá hơn 20 năm, chỉ ít nhất 2.000 tỷ đồng, có những cột mốc để đời như mua Kia T-Sắc, thành lập học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu sân chơi chuyên nghiệp từ năm 2001. Sau đó lập tức vô địch V-League trong 2 năm liền dù mới lên hạng. Hoàng Anh Gia Lai còn giành được 2 siêu cúp quốc gia. Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức là thương hiệu bóng đá số 1 Việt Nam trong 2 thập kỷ. Lứa Công Phượng trình làng từ cuối năm 2013 mang đến làn gió mới làm thay đổi bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không có được thành tích với lứa Công Phượng là sự tiếc nuối lớn. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có cơ hội vô địch ở mùa giải 2021 nhưng V-League phải hủy do dịch Covid-19. Đây là sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ Việt Nam dành tình yêu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức. Sau 22 năm, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đổi tên thành câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai là một cột mốc quan trọng. Hy vọng rằng đội bóng phố núi sẽ phát triển hơn trong thời gian tới. Câu lạc bộ Công an Hà Nội bất ngờ ký hợp đồng với ngoại binh thứ hai từ Viettel. Sau Jovan Magno, câu lạc bộ Công an Hà Nội bất ngờ ký hợp đồng với ngoại binh thứ hai từ Viettel là Jefferson Elias. Cả hai đều gây thất vọng cho màu áo Viettel và nhiều người ngạc nhiên khi nhà đương kim vô địch V-League chọn họ cho mùa giải mới. Vào ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký ngoại binh cho giai đoạn V-League 2023-2024, câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức chiêu mộ Jefferson Elias từ Viettel. Tiền đạo người Brazil được chọn thay thế Rafael Success, người chuyển sang Sông Lam Nghệ An. Đây là động thái bất ngờ của nhà đương kim vô địch V-League, bởi lẽ Jefferson Elias vốn gây thất vọng lớn cho màu áo Viettel ở mùa giải trước. Tiền đạo 25 tuổi người Brazil cập bến Viettel từ đầu năm 2023 nhưng không ghi được bàn nào sau 13 trận ở V-League. Phong độ tệ hại của Jefferson Elias là một trong những lý do khiến Viettel không thể chen chân vào cuộc đua vô địch với câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội. Trước Jefferson Elias, câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng khiến người hâm mộ khó hiểu khi ký hợp đồng với Jovano Magno từ Viettel. Tiền đạo 29 tuổi này từng thỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội và Viettel, nhưng anh phải nghỉ thi đấu suốt một năm qua vì chấn thương gót chân. Khả năng lấy lại phong độ đỉnh cao của Jovano Magno là câu hỏi lớn và giới mộ điệu cho rằng câu lạc bộ Công an Hà Nội khá mạo hiểm khi đặt niềm tin vào anh. Ở chiều ngược lại, câu lạc bộ Công an Hà Nội quyết định đẩy chân sút số 1 của họ ở mùa giải trước, John Clay đến Hoàng Anh Gia Lai. Ban đầu, đội bóng ngành công an muốn đưa Clay đến Sông Lam Nghệ An để đổi lấy tài năng trẻ Hồ Văn Cường, nhưng tiền đạo này không đồng ý. Cuối cùng, họ chấp nhận hy sinh Rafael Success, đồng thời mở đường cho Jefferson Elias đến câu lạc bộ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung xin nghỉ, VFF chưa vội gật đầu. Lãnh đạo VFF sẽ có cuộc làm việc với huấn luyện viên Mai Đức Chung liên quan tới bản hợp đồng của hai bên sắp hết hạn. Sau vòng loại 2 Olympic 2024 khu vực châu Á, tương lai của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang được nhận sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Huấn luyện viên sinh năm 1951 thổ lộ, ông muốn được nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Chung và VFF chưa có cuộc làm việc nào về vấn đề hợp đồng. Trước mắt, VFF chờ huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam về nước sau vòng loại thứ 2 Olympic 2024.
huấn luyện viên Mai Đức Chung có nhiều đóng góp với bóng đá Việt Nam và vẫn còn hợp đồng với VFF đến năm 2023. Chúng ta cần tôn trọng huấn luyện viên Mai Đức Chung, tôn trọng hợp đồng giữa hai bên. Văn hóa của Việt Nam không thể làm ào ào được. Hơn nữa, tuyển nữ Việt Nam phải tới tháng 8 năm sau mới tham dự giải AFF Cup 2024, vì thế không phải vội. Lãnh đạo VFF cho biết, về việc huấn luyện viên Akira Iziri Nhật Bản được tiến cử dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam trong tương lai, vị lãnh đạo VFF trao đổi, vấn đề này chúng ta không nói một cách chủ quan được, bởi còn phải thông qua các bộ phận chuyên môn, hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Trước đó, sau khi công khai nguyện vọng được nghỉ ngơi, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiến cử người thay thế là huấn luyện viên Akira Iziri. Huấn luyện viên người Nhật này có nhiều năm dẫn dắt các đội trẻ như U17 hay U20 nữ Việt Nam. Tôi tin ông Akira hiểu nền văn hóa, sinh hoạt của Việt Nam chúng ta. Ông ấy cũng có chuyên môn. Đó là lựa chọn tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam để lại nhiều sự tiếc nuối với người hâm mộ và đặc biệt là các tuyển thủ nữ Việt Nam. Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ xúc động. Thời gian làm việc cùng bác, con học được rất nhiều. Là sự yêu thương và sự khiêm nhường từ một người vĩ đại, một người thầy luôn có trái tim ấm áp. Còn chúc bác thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình của mình. Với bóng đá nữ Việt Nam thì bác là mãi mãi. Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng dẫn dắt nhiều đội tuyển, nhiều đội bóng ở V-League. Những dấu ấn lớn nhất với ông vẫn là bóng đá nữ. Trong sự nghiệp cầm quân, cựu danh thủ đường sắt có 6 lần vô địch SEA Games vào năm 2003, 2005, 2017, 2019, 2021 và 2023. Một lần vô địch Đông Nam Á năm 2019, lọt vào bán kết ASEAN 2014 và đặc biệt là giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup vào năm 2023. Với những đóng góp to lớn, huấn luyện viên Mai Đức Chung từng được Tổng cục Thể dục Thể thao, nay là Cục Thể dục Thể thao, đề xuất trao danh hiệu Anh hùng lao động. Nhưng vì một số lý do nên vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Loại công phượng, huấn luyện viên Châu Dier gọi Văn Quyết. Trong danh sách tập trung 32 tuyển thủ do huấn luyện viên Philippe Châu Dier công bố, đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội góp 7 cầu thủ, Hà Nội và Viettel cùng 6 cầu thủ. Chiều ngày 2 tháng 11, huấn luyện viên trưởng Philippe Châu Dier công bố danh sách tập trung 32 cầu thủ đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai lượt trận đầu bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, lần lượt gặp Philippines ngày 16 tháng 11 và Iraq ngày 21 tháng 11. Hai cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội là Quang Hải và Văn Hậu vắng mặt đáng tiếc do đang hồi phục chấn thương. Dù vậy, đương kim vô địch V-League vẫn áp đảo danh sách với 7 gương mặt, gồm Việt Anh, Văn Thành, Tuấn Dương, Văn Toản, Văn Luân, Thành Long, Văn Cường. Hai câu lạc bộ Hà Nội và Viettel cùng góp 6 cầu thủ. Huấn luyện viên Philippe Châu Dier lựa chọn những nhân tố có thể hiện tốt nhất sau lượt trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 6, tháng 9 và tháng 10 vừa qua. Nhiều gương mặt thiện chiến như thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh. Bên cạnh đó, đội tuyển đón sự trở lại rất đáng chú ý của một số cựu binh là hậu vệ Vũ Văn Thành, Phạm Xuân Mạnh và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Những cầu thủ trẻ xuất sắc đã được tôi luyện qua các đợt tập trung trước đây tiếp tục được trao cơ hội. Trong đó, có một số cái tên nổi bật như Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thái Sơn, Giáp Tuấn Dương, Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cường, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 sẽ lên đường sang Manila, Philippines chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà. Tại vòng loại này, 36 đội tuyển khu vực châu Á chia vào 9 bảng, đấu vòng tròn một lượt chọn 18 đội nhất nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng 3. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Châu Dier là vào vòng 3. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào tháng 4 năm 2024, nhân dịp đội tuyển Việt Nam hội quân, huấn luyện viên Philippe Châu Dier tạo điều kiện cho một số cầu thủ trẻ hứa lứa U23 lên tập luyện chung cùng các đàn anh. Những cầu thủ được lựa chọn đợt này gồm thủ môn Cao Văn Bình, Sông Lam Nghệ An, hậu vệ Nguyễn Quang Huy, Bà Rịa Vũng Tàu, tiền vệ Hà Văn Phương, Công an Hà Nội, Trần Mạnh Quỳnh, Sông Lam Nghệ An, Trần Nam Hải, Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Thái Quốc Cường, Bà Rịa Vũng Tàu, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng, Đông Á Thanh Hóa và Bùi Vĩnh Hào, BKMX Bình Dương.